Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình lại đi ra ngoài đây các bạn ạ. Và bây giờ đang là một buổi chiều rất là đẹp. Cây cũng đẹp và thời tiết thì cũng khá là mát mẻ và rất là dễ chịu. Và ngày hôm nay thì mình đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện thì muốn tâm sự đến các bạn. Đó là cái chuyện mà tại sao mà chồng Hàn cũng hay bỏ những người vợ nước ngoài. Và một trong số đó là cũng có một số người vợ là người Việt Nam. Những cái đối tượng vợ như thế nào thì hay bị chồng bỏ, có nghĩa là chồng ly dị các bạn, chồng đề nghị ly dị và chồng không muốn chung sống với một cô vợ như thế này. Theo bình thường ấy thì là chúng ta chồng Hàn Quốc thì thường lấy vợ là vợ trẻ đúng không ạ, đặc biệt là những cô gái khá là trẻ, là chỉ độ tuổi từ 18 tới khoảng 34, cũng nói chung là ở cái độ tuổi trẻ rất là nhiều, ví dụ từ 20 tới 23 rất là nhiều. Và khi mà một người chồng Hàn 40 mấy 50 tuổi mà lấy một cô vợ trẻ chênh nhau đến gần 20 tuổi hoặc hơn 20 tuổi như vậy thì thường thì là họ sẽ yêu quý và trân trọng những người vợ trẻ như vậy, tại vì so với cái tuổi tác của họ thì những người vợ như thế là lấy được xăng đến bên này, đã bỏ tiền ra cưới được một cô vợ như thế thì rất là trẻ, là đẹp như vậy rồi thì họ phải trân trọng yêu quý. Chứ tại sao lại một số người lại bỏ vợ, ly dị vợ? Vậy lý do vì sao mà những người chồng Hàn Quốc họ lại bỏ vợ, ly dị vợ? Thì đầu tiên là trong cái suy nghĩ của họ, họ nghĩ là một cô vợ như thế này thì không đạt tiêu chuẩn. Một cô vợ như thế này thì không, nói chung là không thích hợp để chung sống lâu dài. Thì vì vậy là họ muốn ly dị. Một là họ muốn tìm một người bạn đời mới, hoặc là khi mà ở với cô vợ này thì họ cảm thấy không hạnh phúc. Thì đó là một số những cái lý do mà người đàn ông họ cảm thấy khi mà chung sống với một người phụ nữ nào đó và họ muốn ly dị, họ không muốn ở với cái cô vợ này nữa. Dù họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để sang những cái đất nước xa xôi để cưới được một cô vợ về, thì hy vọng có một cuộc sống hạnh phúc này, cùng nhau xây dựng một gia đình. Tuy nhiên thì khi mà những cái khả năng sống hạnh phúc và xây dựng được một gia đình êm ấm nó không có khả năng xảy ra thì họ sẽ ly dị càng sớm càng tốt. Vậy những cái khoảng thời gian mà chồng ly dị vợ là những khoảng thời gian nào? Thường thì là khi mà người đàn ông Hàn Quốc muốn ly dị vợ thì thường là trong những cái khoảng thời gian đầu sau khi vợ sang Hàn các bạn ạ. Ví dụ như là trong vòng 1 tháng cũng có người muốn ly dị này, ở trong vòng 3 tháng cũng có người chồng Hàn muốn ly dị, hoặc là trong vòng khoảng 6 tháng, 1 năm. Đấy là trong cái khoảng đó thì là những người chồng Hàn muốn ly dị vợ. Còn khi mà đã chung sống lâu dài thì ai ạ? Vợ muốn ly dị chồng đúng không ạ? Lâu dài như là ví dụ như sống trong vòng khoảng 5 năm, 6 năm hoặc là 10 năm gì đó thì thường là người vợ muốn ly dị chồng. Đó là hai cái điều khác nhau các bạn ạ. Một bên thì là chồng muốn ly dị vợ và một bên là vợ muốn ly dị chồng. Vậy thì tại sao mà người chồng Hàn, những cái đối tượng phụ nữ như thế nào thì chồng Hàn hay ly dị đầu tiên? Thì đó là trong cái cuộc sống gia đình thì thường gọi là vợ thì có cái vai trò nội trợ đúng không ạ? Nội trợ thì thường thứ nhất là nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Đấy là những cái khía cạnh rất là cơ bản của cuộc sống. Ví dụ như họ lấy một người vợ về mà không biết nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, giống như chỉ là cô vợ đó thì nói chung là không biết làm việc nhà. Đấy là một cái điều rất là không phù hợp để làm một người vợ. Vì vậy là họ thấy cô vợ này thứ nhất nấu ăn thì không có biết nấu ăn này, bát đĩa không biết rửa, nhà không biết dọn. Nếu mà lấy một cô vợ về mà chỉ để làm cảnh thôi thì làm sao ạ? Thì dĩ nhiên là họ bảo tôi không cần một cô vợ như vậy, thì là họ muốn ly dị. Và đấy là một trong những cái điều mà hiện nay khi mà một người chồng Hàn lấy một cô vợ trẻ về thì có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ không biết trong cái vấn đề dọn dẹp nhà và nấu nướng. Rất nhiều người bây giờ cơm hay là thức ăn mà không biết nấu, như vậy thì khi mà lấy chồng về thì không thể giúp đỡ được cho gia đình nhà chồng trong cái việc nội trợ, dọn dẹp và nấu nướng trong cuộc sống gia đình, thì dĩ nhiên là họ cảm thấy cô vợ này không phù hợp. Sau này thì cái cuộc sống, nếu mà một cô vợ không biết nấu nướng dọn dẹp nhà cửa thì chắc chắn là cái gia đình như thế nó sẽ nói chung là không được lâu dài. Vì vậy là họ sẽ quyết định ly hôn. Thì đấy cũng là một trong những cái lý do mà chồng quyết định ly hôn với vợ. Hoặc là hai người có những cái
tính cách rất là xung khắc chẳng hạn. Ví dụ như tại vì khi mà đa số là những cái trường hợp này thì xảy ra ở trong cái vấn đề là kết hôn qua giới thiệu hoặc là kết hôn qua môi giới các bạn ạ. Thường thì nếu mà hai bạn mà yêu nhau mà kết hôn thì có lẽ là những cái chuyện mà ly dị sớm thường thì không xảy ra trong cái vấn đề tính cách hay là trái ngược sở thích. Tại vì nếu mà yêu nhau thì họ đã tìm hiểu nhau rất là kỹ rồi đúng không ạ? Thì họ nếu mà yêu nhau rồi mà kết hôn mà ly dị sớm thì có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến tình cảm chứ không phải là chỉ về những cái vấn đề cuộc sống bình thường. Và nếu mà khi mà một người phụ nữ mà lấy chồng về mà không biết nấu nướng dọn dẹp nhà cửa thì đấy cũng là một trong những cái lý do mà người chồng họ chán cái cô vợ đó và họ nghĩ là không cùng nhau có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc, vì vậy cũng dẫn đến ly hôn. Và lý do tiếp theo đó là về quan hệ tình dục các bạn ạ. Rất nhiều cái câu chuyện mà mình đã nghe được đó là sau khi những cô vợ trẻ lấy chồng về thì không chịu quan hệ tình dục, đặc biệt là có những cái người họ đã bức xúc và lên mạng ấy, đưa cái câu chuyện của mình lên mạng mà đến cái nỗi mà sống chung với nhau đến cả 4 năm trời mà cái số lần quan hệ tình dục chỉ đếm trên đầu ngón tay và rất là hạn hữu. Và cái người chồng đó thì rất là buồn và không biết tại sao mà vợ mình lại không chịu quan hệ tình dục. Thì đấy là một cái vấn đề mà rất nhiều bạn nữ thế này: tôi không có yêu anh đó thì tôi không thể nào mà có thể quan hệ tình dục được với bạn đó. Thì làm sao ạ? Khi mà kết hôn, nếu mà bạn nào hãy xác định trước là nếu giả sử mình đã xác định là mình kết hôn, nếu mà đã là vợ là chồng thì cái chuyện quan hệ tình dục là không thể tránh được đúng không ạ? Nhưng mà nhiều bạn nữ sau khi kết hôn rồi, sang tại Hàn Quốc rồi sống với nhau trong vòng vài tháng đầu thì có lẽ là bỡ ngỡ gì đó, nhìn thấy nói chung là cái cảm giác nó không có nhiều, yêu đương nó chưa có sâu đậm thì cái vấn đề quan hệ tình dục nó hơi khó khăn. Tuy nhiên thì có nhiều người mà sống với nhau đến cả 1 năm trời, 4, 5 năm trời mà cái số lần quan hệ tình dục cũng rất là hạn hữu các bạn ạ. Hoặc là không, hầu như không có quan hệ tình dục. Thì những cái đối tượng như thế thì làm sao ạ? Dĩ nhiên là chồng Hàn họ sẽ không thích. Ví dụ như họ lấy một cô vợ về thì cũng để nói chung là quan hệ chuyện giường chiếu rồi sinh con đẻ cái, xây dựng một gia đình hạnh phúc đúng không ạ? Nếu mà người chồng họ rất rất là cần có một đứa con chẳng hạn, hay là họ quan trọng cái chuyện quan hệ tình dục chẳng hạn, thì lấy một cô vợ về và cô ấy không chịu quan hệ tình dục này, rồi đêm đến làm mỗi người một góc chẳng hạn, hoặc ngủ mỗi người một giường như vậy, thì họ cảm thấy làm sao ạ? Như lấy một cô vợ về như không phải là một cô vợ vậy thì thà không có còn hơn. Tại vì kết hôn không dựa trên cái chuyện, có nghĩa là không dựa trên tình yêu, chỉ là dựa trên vấn đề mục đích của hai bên thôi. Sau khi kết hôn thì họ cũng sẽ xem là mình có đạt được cái mục đích của mình hay không. Khi mà không đạt được cái mục đích của mình thì tại vì họ đã bỏ tiền ra, họ sang, họ kết hôn về, họ làm sao ạ? Bỏ công sức, bỏ tiền bạc, bỏ thời gian ra để cưới được một cô vợ về, nhưng mà cô vợ ấy không được như ý, không đáp ứng được những cái mục đích của họ, thì dĩ nhiên họ cũng có quyền lựa chọn là ly dị và đi kiếm một cô vợ khác. Thì đấy là những cái điều đương nhiên. Và những cái cô gái mà gặp phải cái trường hợp mà chồng đòi ly hôn thì làm sao ạ? Rất là khó có thể ở lại Hàn Quốc được lâu. Tại vì khi mà đã sang Hàn Quốc chưa đầy được 1 năm, trong vòng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc trong vòng 1 năm gì đó, dĩ nhiên là bạn chưa thể có quốc tịch Hàn Quốc được. Vì vậy là nếu mà chồng quyết định ly hôn, mà ly hôn, chồng mà đã kiên quyết ly hôn ấy các bạn, thì họ cũng có rất là nhiều cách để thuê luật sư có thể ly hôn một phía, cũng có thể nếu mà bạn không đồng ý. Thì khi mà đã ly hôn thì bạn không thể ở Hàn Quốc được lâu, chỉ ở Hàn Quốc được trong cái thời hạn visa của mình còn hiệu lực thôi. Thường thì nếu mà bạn nào mà có học qua một số chương trình gia hạn visa thì có thể gia hạn visa được trong vòng 2 năm đó thì được, còn được ở Hàn Quốc được lâu một chút. Còn nếu mà bình thường thì visa họ chỉ gia hạn trong vòng 1 năm thôi, cũng tùy người. Nếu mà không có con thì chắc chắn là sẽ rất là nhanh hết visa. Khi mà hết visa thì làm sao ạ? Thì sẽ bị trục xuất về nước. Còn nếu mà bạn không về nước thì sẽ trở thành người sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Thì đấy là những một số những cái trường hợp mà những người phụ nữ thường thì hay bị chồng ly dị. Khi mà người chồng ly dị thì rất là nhiều bạn hoảng hốt các bạn ạ. Tại vì sao? Đang yên đang lành
nhiều người còn không biết lý do tại sao chồng ly dị. Đấy, tự dưng chồng đề nghị là thôi mình ly dị đi. Đó, đang sống cùng với nhau được một vài tháng được rồi, sang Hàn sống cùng chồng Hàn được một vài tháng rồi, tự dưng chồng đề nghị là thôi mình ly dị đi. Vậy thì làm sao ạ? Rất là bất ngờ, nhiều người thì chưa chuẩn bị tâm lý chẳng hạn, hoặc là nhiều người cũng không biết lý do tại sao mà chồng Hàn ly dị, cảm thấy rất là ngỡ ngàng này, cảm thấy rất là làm sao ạ? Hoảng. Đấy, khi mà hoảng lên như vậy thì dù sao thì cái sự lựa chọn không nằm ở phía mình. Và nhiều bạn ví dụ như là nếu mà có chứng cớ là chồng ngoại tình vì lý do riêng của chồng mà không phải lý do liên quan đến hai bên thì có thể kiện ngược lại chồng Hàn và đòi bồi thường, và cũng có thể giành được một số quyền bảo là gia hạn visa và có thể ở Hàn Quốc. Tuy nhiên thì cái đấy rất là hạn hữu và rất là khó. Nếu mà chưa có con thì cái vấn đề gia hạn visa và ở lại Hàn hầu như rất là khó khăn. Và nếu mà thuê luật sư thì các bạn cũng phải có một khoản tiền khá là lớn để rồi giành quyền lợi và thuê luật sư. Nhưng mà hầu như là những cái bạn mà mới sang Hàn thì chưa có một số khoản tiền lớn hoặc là chưa kiếm được nhiều tiền. Cái giai đoạn đầu mà khi mà sang Hàn thì sống giai đoạn đầu tiên đa số là phụ thuộc vào chồng, đúng không ạ? Chưa đi làm nhiều thì cái số tiền để dư ra thì cũng rất là ít. Đó, các bạn có thể thấy ví dụ như nếu mà lấy chồng Hàn Quốc thì không chỉ có nghĩa là chỉ có một bên phía bên phụ nữ mình muốn ly hôn với chồng tại vì chồng nhiều tuổi, tại vì chồng nghèo, tại vì chồng xấu tính, tại vì chồng không tốt, mà cũng có rất là nhiều trường hợp mà chồng Hàn đề nghị ly dị và bỏ vợ khi mà vợ mới sang Hàn trong một thời gian rất là ngắn thôi. Và đấy là một số những cái trường hợp đã xảy ra tại Hàn Quốc. Vì vậy nếu mà bạn nào mà đã lấy chồng Hàn Quốc trong giai đoạn đầu thì cũng phải lên xem là mình đã làm tròn bổn phận của một người vợ chưa, đã cố gắng xây dựng được một gia đình hạnh phúc chưa. Còn nếu mà để cho quá là nhiều mâu thuẫn giữa hai người thì thường xảy ra những cái kết quả không đáng tiếc, không nên xảy ra. Và những bạn nào mà định lấy chồng Hàn Quốc thì tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý làm một người vợ, thì nên làm một người vợ như thế nào, ít nhất thì cũng phải biết nấu một vài món ăn đơn giản, nhà cửa thì cũng phải biết dọn bát đĩa, thì cũng phải biết rửa, rồi là có rất là nhiều thứ như là quần áo, tất cả mọi thứ nội trợ gia đình thì là cũng phải biết một chút. Chứ nếu mà không biết một cái gì cả hay là các bạn không muốn làm những cái điều đó thì tốt nhất là nên xác định là mình đã sẵn sàng để làm một người vợ hay chưa. Cũng vấn đề quan hệ tình dục thì cũng là một vấn đề rất là quan trọng trong cuộc sống hôn nhân các bạn ạ. Ví dụ như bạn nào mà định lấy chồng thì cũng nên xác định là dù mình có lấy anh ấy thì mình có thể quan hệ tình dục được hay không. Nhiều người nói là ơi tôi không có tình yêu, tôi không muốn quan hệ tình dục, rồi là tôi nhìn thấy tôi không thể làm gì được, hôn cũng không thể hôn được, ôm cũng không gọi ôm được. Giả sử như những người mà có những bạn mà có những cái tư tưởng như vậy thì tốt nhất là các bạn nên suy nghĩ lại cái việc lấy chồng của mình. Tại vì nếu mà như thế thì sau này cuộc sống hôn nhân nó cũng sẽ có rất là nhiều những trắc trở và có rất là nhiều những vấn đề phát sinh ra từ những cái đó. Và cái này thì mình không có kỳ thị hay mình không có phải là phán xét gì về những cái ý kiến của các bạn như vậy, thì tại vì đấy là cái tính cách, đấy là cái suy nghĩ, đấy là cái con người của mình. Ví dụ như nếu mà bạn không thể làm được những cái điều đó thì tốt nhất là mình nên tìm một người yêu rồi kết hôn, đó thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống hai người sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Chứ nếu mà gặp phải những cái đối tượng có rất là nhiều người có những cái tính cách như vậy các bạn ạ, có một số bạn tính cách rụt rè này, kín đáo này, một số bạn thì có một tính cách rất là cẩn thận và tỉ mỉ chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì khi mà họ muốn là chỉ khi quan hệ tình dục với người nào mà mình yêu thôi, mình có cảm giác thôi, ví dụ như gặp phải những cái đối tượng như vậy thì cái cuộc hôn nhân không có tình yêu cũng như là hôn nhân qua môi giới hay là hôn nhân qua giới thiệu thì rất là khó. Vì vậy trước khi kết hôn thì chúng ta cũng phải xác định, hỏi lại bản thân mình xem là mình đã sẵn sàng để làm một người vợ chưa, đã sẵn sàng để kết hôn chưa, đấy, đã chuẩn bị tâm lý gì hay chưa. Khi mà các bạn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, hãy đã sẵn sàng rồi thì hãy kết hôn. Tại vì cái đấy nó còn liên quan đến hạnh phúc của cuộc đời của chính bản thân bạn và liên quan đến cái hạnh phúc của cái người đối phương sẽ kết hôn với bạn. Và nếu mà một cuộc hôn nhân tan vỡ dẫn đến ly dị thì sẽ có rất là nhiều những cái hệ quả sau này. Đầu tiên thì đối với phụ nữ thì sau khi đã ly dị một lần thì chắc chắn là có tai tiếng không tốt, đúng không ạ? Dù cái xã hội này nó có tiên tiến đến đâu thì nghe ly dị một đời chồng thì cũng là một trong những cái khoảng thời gian không vui của một ai đó. Và khi mà họ nghe đến điều đó thì cuộc sống hôn nhân sau này của chúng ta nếu mà gặp phải người tốt thì không sao, nếu mà gặp phải cái người không tốt hoặc là cũng rất khó để kết hôn lại trong vòng những cái lần tiếp theo.
Dù sao thì hôm nay cũng đây cũng là một trong những cái chia sẻ nhỏ của mình thôi, cũng là một trong những cái điều mà mình đã nhìn thấy tại tại cái xã hội bây giờ, và mình chỉ muốn chia sẻ một số những cái câu chuyện nhỏ như thế này để cho ai đó chuẩn bị lấy chồng hoặc là ai đó đã lấy chồng, nếu mà có thể giúp ích được bạn trong một cái khía cạnh nào đó thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Và hôm nay đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều, hy vọng các bạn like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.